cho các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn đèn flash Yongno mới nhất của hãng Yongno, mới ra mắt. Ra mắt cũng khá lâu rồi nhưng mà trên thị trường Việt Nam thì hiện nay mới được bán. Hiện tại thì mình đang có một cái đèn flash Yongno này là Speedlight Yongno 968 EXRT. Các cái thông số ở bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy là với công suất là yen là 60 IPBL multi HSS và Snell S1 S2, và nó có rất nhiều các cái tính năng mới như là FEC này, bù trừ sáng trên đèn này, và FEB có nghĩa là mình chụp nhiều tấm với nhiều ánh sáng khác nhau, và auto zoom và có thể chỉnh bằng tay được luôn. Và nó có một cái đèn led trợ nét để khi mà mình quay phim hoặc là chụp hình có lấy nét trong cái những cái môi trường ánh sáng khó thì nó có thể hỗ trợ mình. Và nó có một cái cổng kết nối với máy tính để nâng cấp các cái tính năng của nó lên khi mà hãng đưa ra những cái phiên bản mới cho cái đèn. Giờ thì mình sẽ đặt vào và giới thiệu cho bạn. Đây thì mình sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Cái này là hãng để gắn cho cái đèn nếp ở trước. Giá bán tại thị trường Việt Nam là 2.499.000, giá rất là hợp lý. Có một cây đèn có rất là nhiều tính năng, nó có 9 tính năng rất là bổ ích cho mình. Nó sẽ có một cái bao da của hãng, cũng không trao trước lắm nhưng mà tạm ổn. Cái chân vịt này, cái chân thì anh này chân rất là nhỏ. Hãng Yongno thì các bạn đã biết là hãng này đến từ Trung Quốc. Chất lượng đèn thì đã được kiểm định, đã được qua rất là nhiều các dòng trước đây, từ dòng thấp đến dòng cao, rồi cái độ ổn định của nó rất tốt. Ở trên đèn đi thì mình có một cái này mình kéo xuống, mình có thể kéo xuống được để mà mình phủ cái đèn nó nhẹ đi, mình mở lên và mình gắn thêm cái đèn màu vào để cho ví dụ mình muốn quay hoặc muốn chụp ở một môi trường nào đó có một cái ánh sáng khác, ánh sáng vàng nó sẽ đẹp hơn. Thì về cái phần thiết kế rất là tinh giản trong các cái nút ở trên đây, các cái nút chức năng trên này on off, và nó có một cái khóa. Cái khóa này rất là tiện lợi và mình không phải xoay những cái bánh xe như những dòng cũ trước đây nữa. Nó sẽ có một cái nút móc rất là tiện, rất là thao tác, rất là nhanh. Ở dưới này thì cũng được trao chú một phần có một nút cao su kết nối đây là trao chú. Thì trên đèn thì cũng rất là dễ sử dụng và có 7 cái nút trên này. Thì nút này là nút để test đèn thôi, nút này là nút mót. Hai nút này đóng vai trò chức năng kết nối với nhau liên